Sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là những tin tức về an ninh trật tự. Sáng nay ngày 30 tháng 11 tại tỉnh Khánh Hòa, Tòa Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh năm 1979, trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Theo bản án sơ thẩm do Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên ngày 29 tháng 6 năm 2017, với mục đích tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2016, bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xuyên tạc lịch sử, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động nhân dân chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, làm ra tập tài liệu quy chụp cho lực lượng công an nhân dân, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giết người nhằm xúc phạm hạ uy tín của lực lượng công an nhân dân, xâm hại mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng công an nhân dân. Hành vi của bị cáo có tác động xấu đến an ninh quốc gia, sự vững mạnh của chế độ chính trị, của chính quyền nhân dân và uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo vẫn giữ thái độ ngoan cố, không ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử tuyên y án 10 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.